thưa các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh bánh chưng. Và ok là mình sẽ bắt đầu tô nhé. Mình sẽ tô bánh chưng mà mình có màu xanh và cây nha. Ok, mình đã tô xong bức tranh bánh chưng của mình rồi. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.